Kể từ thời điểm giới thiệu thế hệ sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2020, Kia Seltis tại Việt Nam xác lập kỷ lục với hơn 2.000 hợp đồng chỉ sau 10 ngày. Điều này phá vỡ các kỷ lục trên thị trường, giúp Seltis trở thành một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Kia sau khi ra mắt, chinh phục nhiều khách hàng Việt tại thời điểm đó. Kia Seltis được đánh giá là mẫu xe tiên phong cho làn sóng SUV hóa, cũng như tạo nên xu hướng mới trong phân khúc xe SUV hạng B. Đến thời điểm hiện tại, doanh số mẫu xe đã đạt mốc kỷ lục với 45.000 xe, góp phần không nhỏ vào tổng doanh số chung của thương hiệu Kia tại thị trường Việt Nam, đồng thời liên tục góp mặt trong các bảng xếp hạng top 10 xe bán chạy nhất trên thị trường, nhiều năm liền dẫn đầu doanh số phân khúc BSUV. Kia Celtis 2024 vừa ra mắt ở Việt Nam với 4 phiên bản gồm AT 599 triệu, Luxury 679 triệu, Premium 739 triệu và bản GT chưa báo giá. Trong số 4 phiên bản của dòng xe Kia Seltos 2024 tung ra tại thị trường Việt Nam, bản tiêu chuẩn AT có giá thấp nhất 599 triệu. Để có được mức giá này, Thaco đã cắt bớt nhiều tính năng tiện nghi cao cấp, nhưng vẫn giữ lại khả năng vận hành giống các phiên bản cao cấp. Kích thước tổng thể Kia Seltos 2024 bản tiêu chuẩn AT tương tự các phiên bản cao cấp, với số đo dài 4.365mm, rộng 1.800mm, cao 1.645mm, Chiều dài cơ sở 2.610 mm, khoảng sáng gầm xe 190 mm. Xe không được trang bị cốp đóng mở bằng điện. Ngoại hình xe thiết kế gần giống bản cao cấp Kia Sedos 2024 bản tiêu chuẩn AT không được trang bị đèn pha LED, mà sử dụng bóng halogen kết hợp thấu kính projector. Phiên bản này không có đèn định vị LED, đèn sương mù LED, đèn hậu LED và công nghệ tự động bật tắt đèn pha. Đặc biệt, dù là bản tiêu chuẩn, nhưng xe vẫn sử dụng mâm đúc 17 in giống các phiên bản cao cấp nhờ đó không làm nhiều khách hàng hụt hẫng khi quan sát bên ngoài. Bên trong nội thất, bản tiêu chuẩn AT gây chú ý khi vẫn được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm, nhưng kích thước chỉ 8 in, thay vì 10.25 in như trên các phiên bản cao hơn. Màn hình này vẫn có khả năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, kết hợp với hệ thống 6 loa. Đây là nâng cấp đáng giá trên bản tiêu chuẩn AT so với trước đây. Kia Setlos 2024 bản tiêu chuẩn AT thiếu vắng tính năng lẫy chuyển số trên vô lăng, sạc không dây, gương chiếu hậu chống chói màn hình hắt, ghế lái chỉnh điện 8 hướng và làm mát hàng ghế trước, tính năng kia Connect cũng bị lược bỏ. Hệ thống điều hòa trên phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe Hàn Quốc chỉ là loại chỉnh cơ một vùng. Ngoài ra, vô lăng xe không bọc da. Bù lại, các ghế ngồi vẫn được bọc giả da, nhưng chất liệu ghế ngồi không cao cấp bằng phiên bản Premium. Cung cấp sức mạnh cho bản tiêu chuẩn AT có động cơ xăng. Smart Chim 1.5 lít công suất 113 mã lực, và mô men xoắn 144 Nm kết hợp với hộp số CVT, hệ dẫn động cầu trước nhưng có 3 chế độ địa hình và 3 chế độ lái. Đây là tùy chọn động cơ giống hai bản Luxury và Premium, chỉ kém hơn máy turbo trang bị trên phiên bản GT Line. Về an toàn, bản tiêu chuẩn AT chỉ có hai túi khí, phanh tay cơ, xe không được trang bị cảm biến áp suất lốp, ga tự động Cruiser Control cũng như các tính năng trong gói an toàn chủ động ADAS. Có thể nói, Kia Setloss 2024 bản tiêu chuẩn AT vẫn là lựa chọn thực dụng nhất với những người ưa chuộng dòng xe SUV cỡ B, không có nhu cầu cao về trang bị, chỉ cần chiếc ô tô gầm cao có tính năng cơ bản phục vụ cho việc di chuyển hàng ngày. Giá bán 599 triệu của phiên bản này cũng tiệm cận với các mẫu xe SUV hạng A bản cao cấp, dễ tiếp cận với số đông khách Việt. N